Hello, chào mừng anh em đã đến với Thỏ Ngọc Anime. Anh biết đấy, những cô gái xinh đẹp đã thế lại còn ngoan hiền, luôn là đối tượng để hàng loạt những anh chàng săn đón và cố gắng chinh phục lấy họ. Ấy vậy mà có những thanh niên vô cùng may mắn khi chẳng những được ở bên họ mà hơn thế nữa lại còn xảy ra những tình huống va chạm khiến người xem chảy cả máu mũi. Hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngọc Anime đến ngay với một chủ đề rất được nhiều anh em trông ngóng. Top 10 Anime Echi có men gặp may mắn với cô nàng xinh đẹp nhé. Và sau khi xem xong top 10 anime bên dưới thì đừng quên để lại một like và bình luận xem bộ anime nào đã để lại cho bạn nhiều ấn tượng nhất cho mình và mọi người cùng biết nhé. Số 10. Otona no Boguya-san, thể loại hài hước ecchi fantasy. Otona no Boguya-san được chuyển thể từ bộ truyện tranh của Fumi Ayamiya. Câu chuyện tập trung vào cuộc sống hàng ngày của Kos, người được thuê tại cửa hàng áo giáp dành cho quý bà và quý ông. Nhưng đó không phải là cửa hàng áo giáp mà bạn vẫn biết, mà là cửa hàng áo giáp dành cho người lớn. Chủ cửa hàng Naden, người dành cả trái tim và tâm hồn của mình cho các bộ giáp sexy mà anh ta bán, có xu hướng thuê những cá nhân đặc biệt cho cửa hàng của mình, chẳng hạn như cô nàng Lily Eta, xinh đẹp. Những khách hàng thường xuyên đến cửa hàng của anh luôn là những nhân vật khác thường và kỳ quặc, chẳng hạn như nữ kiếm sĩ xinh đẹp và bốc lửa, Frialika và chúa quỷ quyền năng điên cuồng. Trong phần thứ hai, một số nhân vật được bao gồm một phù thủy trẻ và một yêu tinh trẻ đẹp tham gia vào câu chuyện. Và những tình huống điên rồ hơn nữa đã nổ ra tại cửa hàng áo giáp dành cho người lớn. Nó chứa đầy những cuộc trao đổi về những câu chuyện cười khiến những bộ anime khác phải xấu hổ. Bạn không thể nói về anime khác nếu không xem nó, và đừng quên những người phụ nữ trong bộ áo giáp gợi cảm đang chờ đón bạn. Số 9. Nande Kokoni Sengeiga, thể loại học đường Echi Seinen. Học sinh trung học năm thứ 2, Ichiro Sato luôn là một người bình thường, nghĩa là cho đến khi anh ấy gặp một số tình huống không phải là bình thường với giáo viên của mình, Kana the Demon Kojima. Kojima là giáo viên dạy tiếng Nhật của Sato, người nổi tiếng là tàn nhẫn đến mức ngay cả những đứa học trò hư nhất cũng phải cúi đầu trước cô. Một ngày định mệnh, mọi thứ leo thang khi Sato tình cờ gặp Kojima trong nhà vệ sinh, dẫn họ chia sẻ một cuộc gặp gỡ thân mật khiến trí tưởng tượng của anh ta trở nên hoang mang trong nhiều ngày sau đó. Nande Kokoni Sensega theo sau cuộc sống hàng ngày của Sato và giáo viên của anh ấy khi họ tiếp xúc gặp nhau trong những điều kiện tương tự, ngày càng trở nên gần gũi hơn qua mỗi lần gặp gỡ. Số 8. Vô X Love, thể loại harem hài hước, siêu nhiên lãng mạn ecchi học đường shonen. Các Valkyrie, những chiến binh huyền thoại đến từ vùng đất của các vị thần. Từ Asgard, họ được Odin cử đến để bảo vệ trái đất trước mối đe dọa ngày càng tăng của ma quỷ. Để vượt qua những mối đe dọa này, 9 Valkyrie dưới vỏ bọc của chị em Saotome sẽ phải thăng cấp bằng cách thực hiện nhiều hành động lãng mạn với người yêu chính thức của họ, Inheria. Takuma Akusu lo lắng về xã hội biết rằng Odin đã chọn anh ta làm người yêu của những Valkyrie. Tuy nhiên, dù vô cùng kinh hãi, anh vẫn đồng ý để chị em họ ở lại ngôi nhà lớn nhưng chống trả của mình để giúp họ trong cuộc chiến chống lại ma quỷ. Với 9 người phụ nữ xinh đẹp ở chung mái nhà của mình, liệu Takuma có xoay sở để vượt qua nỗi sợ hãi của xã hội và trở thành người xứng đáng để giải cứu thế giới? Số 7. Naurin, thể loại hài hước parody lãng mạn ecchi học đường. Kousaku Hata bị ám ảnh bởi thần tượng yêu thích của anh, Kuya Kusakabe, bất ngờ tuyên bố giải nghệ khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Là người hâm mộ lớn nhất của Yuka, tin tức này khó khăn hơn những gì mà anh ấy có thể chịu đựng. Rung động tới cốt lõi của mình, anh ấy chìm vào trầm cảm và tự đặt mình vào sự cô lập của bản thân. Tuy nhiên, vào ngày bạn bè thuyết phục anh ta đi học trở lại, anh ta đã nhận được một bất ngờ thú vị.
Hóa ra là thần tượng yêu quý của anh ấy, dưới vỏ bọc là Ringo Kinoshita đã chuyển vào lớp của anh. Sự phát triển thần kỳ này đã khiến cho Kosaku có thêm một quyết tâm mới, khi anh nỗ lực hết mình để tận dụng cơ hội chỉ có một lần trong đời. Với sự hỗ trợ của giáo viên và bạn bè của mình, Kosaku làm việc để đến gần với cô gái trong mơ của mình và tiết lộ lý do cô ấy đã từ giã ngành giải trí. Số 6, Holy Knight, thể loại hành động siêu sức mạnh siêu nhân. Thanh niên Mizumura Shinta không biết phải làm gì khi bản thân bị đặt vào tình huống khi cô gái quyến rũ nhất trường, Kishimoto Lilith, bắt đầu cố gắng quyến rũ anh và khiến cho mọi thứ trở nên kỳ lạ. Shinta là một người giàu có và là người nổi tiếng trong trường. Có phải vì những điều đó mà Lilith thích anh ta? Nhưng Lilith thực tế là một Macaron, một Moroi, một bí mật mà cô bắt buộc phải giấu kín. Và cô cần Shinta cho một mục đích đặc biệt của mình. Khi mối quan hệ giữa Shinta và Lilith phát triển, cô càng khó giữ bí mật hơn. Và khi những cuộc tấn công dữ dội bất ngờ bắt đầu và người bạn thời thơ ấu lãng mạn của Shinta, Makimura Chizuru, vô tình bị ném vào hỗn loạn, những bí mật đen tối sâu thẳm được tiết lộ, bao gồm cả một bí mật về chính Shinta mà anh ta thậm chí không nhận ra nhưng mọi người khác dường như đều biết. Số 5, Aoi Sekai no Chushinde, thể loại hành động phiêu lưu AC Fantasy Parody Shonen. Tưởng tượng lại các cuộc chiến trong game console, một bộ anime kể về chuyện hai vương quốc Sega và đế chế Nintendo, bị nhốt trong cuộc đấu tranh giành quyền thống trị vùng đất Konsume. Sau nhiều năm chiến tranh, vương quốc Sega đang phòng thủ cho đến khi một đứa trẻ tên Gear xuất hiện, tự hào về tốc độ và sức mạnh đáng kinh ngạc của mình. Nhưng điều anh ta không biết là một người khác ngoài kia còn mạnh hơn anh ta. Đại khái đây là Sega và Nintendo đánh nhau. Nói tới dàn nhân vật thì tên nào chơi game của Sega và Nintendo nhiều, nhìn vào chắc nhận ra ngay. Số 4. Nakamo, thể loại hành động siêu sức mạnh siêu nhân. Cha của Shogo Mikadono vừa qua đời và giờ anh phải trở thành người đứng đầu tập đoàn Mikadono, công ty của cha mình, sau khi hoàn thành khóa đào tạo để tiếp quản. Chỉ còn một quy định đặc biệt khác mà anh ta buộc phải tuân thủ. Anh ta sẽ cần tìm một cô gái mà anh ta yêu ở trường mới và cưới cô ta khi mà anh ta tốt nghiệp. Shogo chuyển đến học viện tư nhân Miruin và có vẻ như anh có quá nhiều cô gái để lựa chọn. Chẳng hạn như Konoe Surama, đại diện lớp cũng như là người bạn mới đầu tiên của anh. Miyabi Kanagi, một cô gái nổi bật nhưng tốt bụng. Rinka Kunitachi, phó chủ tịch hội học sinh. Mei Sagara, người điều hành một quán cà phê và ăn mặc như một phù thủy. Và Mana Tendo, chủ tịch hội học sinh. Tuy nhiên, có một điều rất phức tạp. Một trong số đó là em gái cùng cha khác mẹ đã mất từ lâu của anh ta và anh ta không biết đó là ai. Vậy làm thế nào để anh ta có thể chọn được người con gái mà mình yêu trong số họ mà không phải là em gái của mình? Số 3, Princess Lover, thể loại harem hài hước ecchi học đường.
sau một tai nạn ô tô cướp đi gia đình mình. Tepe Arima được ông nội nhận vào làm và giới thiệu đến thế giới của những người giàu có và thượng lưu. So với sự nuôi dạy khiêm tốn của mình, lối sống xa hoa của Ishin Arima gây bất ngờ và choáng váng cho cậu thiếu niên trẻ tuổi. Để đáp lại lòng hiếu khách ân cần, Tepe dự kiến sẽ tiếp tục công việc kinh doanh của gia đình bằng cách thay thế ông nội của mình làm người đứng đầu Arima Financial Combined. Để chuẩn bị cho những trách nhiệm này, anh ta đăng ký vào một ngôi trường trung học danh giá. Cùng với địa vị nổi tiếng cũng như là sung túc gần đây của mình, Tepe được thông báo về một cuộc hôn nhân sắp đặt với Sylvia Van Hosen, giàu có không kém. Do đó bắt đầu những cuộc trốn chạy ly kỳ trong cuộc sống mới của anh ấy. Số 2, Tokyo Hentai, HX Eros, thể loại hành động hài hước ecchi hợp đường shonen siêu nhiên. 5 năm trước, những sinh vật ngoài hành tinh được biết đến với cái tên Kiseichu đã xâm chiếm thế giới. Với các loài đang bị đe dọa tuyệt chủng, Kiseichu quyết tâm chiếm lấy trái đất thông qua một kế hoạch chết chóc sẽ làm xóa sổ loài người, lấy đi ham muốn tình dục của loài người bằng nhiều cách khác nhau. Để đáp lại kế hoạch của Kiseichu, thiết bị HX Eros đã được phát triển, một vũ khí mạnh mẽ mà chỉ những người có năng lượng khiêu dâm cao mới có thể sử dụng ở công suất tối đa của nó. Reto Enzo, một học sinh trung học có lòng căm thù Kiseichu, tham gia vào một nhóm những người sử dụng HX Eros để chiến đấu chống lại họ và bảo vệ loài người. Với thiết bị của họ phụ thuộc vào năng lượng khiêu dâm như một nguồn sức mạnh, nhóm phải làm việc cùng nhau để duy trì mức độ ham muốn tình dục cao để đảm bảo họ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Hơn nữa, vì anh ấy sống trong một ngôi nhà đầy những cô gái ham muốn, Enzo không nên mong đợi tình trạng thiếu điện sớm xảy ra. Số 1, High School DxD, thể loại hài hước ác quỷ ecchi harem lãng mạn học đường. Học sinh trung học Issei Hiyodo là một kẻ biến thái theo đúng nghĩa, kẻ không làm gì có ích cho cuộc sống của mình, ngoài nhìn trộm phụ nữ và mơ ước một ngày nào đó có gian harem của riêng mình. Mọi thứ dường như đang như những gì Issei tìm kiếm khi một cô gái xinh đẹp rủ anh ta đi hẹn hò. Mặc dù cô ấy hóa ra là một thiên tần xa ngã, đã giết anh một cách dã man. Tuy nhiên, anh có cơ hội thứ hai trong đời khi học sinh cuối cấp xinh đẹp Rias Gramory, một ác quỷ hàng đầu, hồi sinh anh với tư cách là người hầu của cô, tuyển dụng Issei vào hàng ngũ câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí của trường. Từ từ thích nghi với cuộc sống mới, Issei phải luyện tập và chiến đấu để tồn tại trong thế giới bạo lực của thiên thần và ác quỷ. Mỗi cuộc phiêu lưu mới dẫn đến nhiều khoảnh khắc vui nhộn và mạo hiểm với những người đồng đội mới của anh ấy, đồng thời giữ bí mật về cuộc sống mới của anh ấy với bạn bè và gia đình trong High School DxD. Trên đây là top 10 anime ecchi có main gặp may mắn với cô nàng xinh đẹp mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Video hôm nay cũng là hết rồi, các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt các top anime tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe Thỏ Ngọc Anime ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!